Xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phú Tùng với Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là cao su chụp bụi thước lái. Cao su chụp bụi thước lái của dòng xe Mitsubishi Xpander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì cái này trên cái chụp và cái rotin lái trong các bạn sẽ nằm ở trong này, rotin lái trong. Và đây là cái phần mỡ nó sẽ bôi trơn và giữ cho các cái bụi bẩn nó không rơi vào trong cái rotin lái trong của dòng xe Mitsubishi Xpander. Đấy, cái phần cao su này, cái lái trong nó sẽ đánh lái thì cái cao su này nó sẽ co ra rưỡi vào rất là nhiều lần này. Co ra dưới vào rất là nhiều để nó mặt theo cái thước lái của chúng ta, để xe chúng ta có thể rẽ trái rẽ phải đi thẳng, thì nó dựa vào cái rotin lái trong để nó đánh lái. Rotin lái trong và rotin lái ngoài thì cái này nó chụp với rotin lái trong. Đấy, để đảm bảo độ bền cho cái rotin lái trong và độ bền cho cái thước lái. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường thì cái này nằm ngay gầm xe và chỗ cái phần thước lái nó bị rách, thì lúc đấy là cái phần mỡ nó sẽ phòi ra ngoài và cái cát bụi bẩn nó sẽ chui vào trong, dẫn đến nó bị hỏng thước lái. Thì lúc đó bắt buộc thì rất là nguy hiểm. Thì khi mà nó có dấu hiệu thì các bạn nên phải thay cái rotin lái trong này, cao su chụp bụi thước lái này, thì cao su thì nó sẽ đảm bảo độ bền cho cái thước lái của chúng ta. Rồi cao su chụp bụi thước lái nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi, rất là rẻ. Nhưng nếu mà các bạn thay thước lái thì nó lên đến cả tiền chục triệu luôn. Thì cái đấy là cái mà rất là nguy hiểm nếu mà hỏng cái cao su chụp bụi thước lái này. Thì anh em xem hà xịn chính hãng thì nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto này. Các bạn nhìn có cái tem bạc này. Đấy. Đấy, đóng gói đây, đóng gói bao bì này, cách các bạn phân biệt hàng xịn chính hãng và thay thế. Đấy, thì anh em xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.